Thời tiết mưa nắng thất thường với độ ẩm cao của miền Bắc những ngày qua là điều kiện thuận lợi cho bọ gậy sinh sôi, khiến việc chống dịch càng trở nên khó kiểm soát. Tại Hà Nội, một trong những nơi dịch sốt xuất huyết đang diễn biến nóng nhất, việc phun thuốc phòng dịch đang được đẩy mạnh tối đa. Bên cạnh việc dùng máy phun công suất lớn để diệt muỗi, thì lần đầu tiên Hà Nội áp dụng máy phun mù nóng để diệt muỗi. Với phương pháp phun mù nhiệt, hóa chất được pha trộn với dầu diesel, sau đó được máy đốt nóng và phun ra những luồng khói trắng. Khói mang theo hóa chất sẽ bay lên cao, do đó nhân viên mang máy không cần thiết phải mang máy lên các tầng lầu, tiết kiệm được nhiều sức lực và hiệu quả cao do khói có thể len lỏi vào trong mọi góc khuất, bụi rậm và đặc biệt là hệ thống cống rãnh, điều mà máy phun sương lạnh không làm được. Tuy nhiên, máy cũng có hạn chế là chỉ phát huy được hết tác dụng với không gian rộng chứ không phù hợp với không gian hộ gia đình. Đây là lần đầu tiên máy phun mù nóng được áp dụng tại Hà Nội. Trước đó, vào cuối năm 2016, Thành phố Hồ Chí Minh đã thử nghiệm phương pháp này để diệt muỗi gây sốt xuất huyết và mang virus Zika.